quá, vừa quá bạn. Suối. Tìm quýt à? Vừa qua các bạn, xin phép đi nhanh một vòng. Này, kinh quá nhỉ. Cô nhà mình nghe anh. Vâng, nhiều người thích lắm. Bán rồi. Anh bán nhanh chứ nhỉ. Nhiều người hỏi, cứ hỏi xong thì lại bán rồi. Thích lắm. Ô tô đi nào. Còn đến ngày anh nhỉ? Còn đấy bao tiền anh? Bông tán rất là đẹp, rất là hay. Đi vòng mưa quá. Thứ hết cả đầu rồi. Nhờ tí, chắc nhờ tí. Cái đồ nó bán, nó bán về, nó bán 21 triệu đấy. Ông ấy á? Mày quay hôm ấy đấy. Ông đấy bán á? Cái thằng ấy nó bán rồi. Sao nó vào làm nhà thơ? Đấy, về hai vợ chồng nó canh, nó chồng kia nó bán 21 triệu. Sao biết? Sao biết? Sao chú biết? Chứ nó bán trên mạng ai chả biết đâu. À thế à? 21 triệu. Nó gửi điện như nào mà điện một cây giống y lại. Thế ông bảo ông làm nhà thơ. Đấy, ông bảo về đây. Ông bảo kiếm một cây giống y lại này. Đắt cũng được. Nhưng mà ông mua nhanh thế. Ông mua lên 9 triệu đấy. Vâng. Cả chậu. Cả chậu thì ông cứ nghĩ à, cứ nghĩ ông về ông chơi. Ôi đi nó bỏ rồi. Về hai người chồng vợ nó không ưng, vợ nó bảo là không đưa vào nhà thờ. Ừ. À. Đấy. Sang núi cũng đưa vào nhà thờ đẹp quá. Thế này nó tức nó đang nó bán. Đấy, bây giờ mình cứ có mình đưa lên là nhiều người thích thì có khi là nhiều giá đấy. Bán cho lại thấy tiếp.
chơi cây là thế mà bán xong mình muốn bán thì bán được nhưng mà bán xong lại tiếc. Đây là 6 triệu. 3 triệu. Cây nào ấy? Cây nào chứ? Cây me à? À, me. Những cây này hôm trước quay rồi. Điền vòng mưa quá. Đâu tạm. À, mộc mà cũng muốn à. Mộc cũng cho lên chậu bonsai. Thơm lắm. Một hai cái hoa thơm. Alo. Alo. Cải thiện làm gì em? Mai á. Mai bận rồi. Dạ. Lấy nhưng mà con lấy 1 triệu làm móng đấy chị, con đi làm biển quê làm móng 3 cây cũng chất làm móng đẹp, làm móng xịn mà đẹp này, đẹp được xong được chưa, bệ bệ cũng đẹp, nó bán đấy là tiện chi bán đấy, có mua hay không thôi, không phải tách thứ gì đâu, 1 triệu hợp lý. Ui. Nó 1 triệu mà không mua phải thôi, 2 triệu đấy. Còn cây hay quá nhỉ. Nhặt nhặt xuôi. Trong nhà trồng cây giả. Đi đây đi. Đấy. Lá như là lá nhựa nhỉ. Như là. Cây từng vi hôm trước bán rồi chú. Nó bỏ gửi cho nó về nhà ăn thì nó cứ gọi chả biết ở đâu. Cái cái dúi to bán về về Lào Cai. À đấy, à Lào Cai gì? À nó về. Chuẩn chuẩn chuẩn, ông Lào Cai không hỏi. Ông Lào Cai cũng lại đang bảo hỏi tìm cho ông đây. Nó bảo tôi tìm cho một số da hạt, da củ thì đéo. Đúng rồi. Rồi có lên Sơn Mai gần. Và kia là Bắc Sơn ở Lào Cai. Đúng rồi. Bắc Sơn Lào Cai. Hay thi thoảng hay ra đây mua lắm, toàn thích mua cây đẹp. Cây này của bố bao tiền đấy? 2 triệu rưỡi bán rồi. 2 triệu rưỡi? 1 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi. Làm thế nào mà lá đẹp đấy? Ông nghĩ là làm nào được cái lá như này? Không phải cái lọ làm được, có thể vài 30 cây mới làm được một cây đẹp. Nhưng mà làm từ bé này à? Là... Còn cây như cái tùng tối là bằng cây trực bằng này. Nhưng mà cái lá dài là ngắn, nó không vượt như cái này được. Nó đều, cái nó ra nó không đều. Cái cành ra trước ra sau, lá lộn xộn. Lá già, lá dài là ngắn. Quay. Cái hảo mi hân bán trước bưởi đấy anh nào, bưởi đợt lâu lắm có lên đâu, mấy năm nay lên thuê nó rồi tôi là cái gì ông chỉ trên tay thì cũng vào đây đấy, đợt tôi lên nhà rồi đấy. Vì tôi có quen cái ông ở trên đấy chơi cùng ông này, ôi đi nhà tôi rồi đấy, cái là không nhớ ra đấy, tôi chơi với lại cái ông thì cùng gần nhà đấy, và ông lại trên sân với ông cây cối này, xây nhà cây cối mấy lần là móng. Ông làm về bên sắc gạo ấy, huy bên sắc gạo đấy, thế vào nhiều lần bây giờ nuôi chó má đấy, cả cây cối cây cọ dẹp, cái nhà ông này tôi vào mấy lần rồi, xuống nhà tôi chơi rồi đấy, cái này chơi là không phải chứ không biết lừa cơ, gần khu nhà ông Dương cơ.
chụp bê này. À, nếu mà ảnh là ảnh chứ bạn ơi, trời. Không cây chụp không ăn ảnh, không cây đẹp. Đúng rồi. Cái này là vào ngoài rồi, thằng Phát có mua cây xi 5 triệu vào chụp ảnh giả hơn không? Đúng rồi. Cho nên phải ra xem trực tiếp. Ra xem trực tiếp. Cây này lá đẹp quá. Còn hàng chất lượng cao này. Tiếp lên, cho nên cũng xin quay cho ông gửi, xin số điện thoại người. Người cái tài khoản tham. Còn toàn cây hay này. Toàn là chú làm từ đầu đến cuối đúng không? Ta bán nhiều không tạo nhiều cây. Nhà ta có, nhà ta có vài trăm mét vuông mà. Cũng là toàn chú vòng. Ra cạnh cao tốc về gần không này. Đấy, cháu vẫn cánh mà. Cháu nhà cháu ở trên Hòa Lạc mà. À thế á? À, cũng về qua đấy mà. Ờ. Từ nhà tao, từ nhà mày về nhá, phải qua nhà tao bình công lại. Đúng rồi. Mà qua nhà tao thì chỉ cần từ tao 500 mét. Được chưa? Nhưng mà ban ngày cũng ở nhà không? Có mới điện, nếu có mới điện, nếu mình mai vào chơi tôi mới điện. Vâng. Tao ở nhà được, kêu tao hay đi lắm đấy. Nhưng mày thôi, ở nhà làm gì? Đúng rồi. Ngày mai ông ở nhà, cháu vào chơi buổi sáng, buổi chiều là thấy tao ở nhà. Thấy chú không có cái cây nào là vớ vẩn nhỉ? Không. Ta thì không phải đẹp, không xấu, không đối. Cứng cáp nhỉ? Ở chợ này thì là số 1 rồi. Đúng rồi, cứng cáp. Ở trên đây là anh em yêu mến. Vâng. Còn cán bộ có tiền ra phải qua mình trước. Không mua được đi chỗ khác. Cây đẹp người ta cần thiết đâu. Các bác ở xa nhiều khi anh thiệt thòi, muốn mua cũng khó. Bao nhiêu ông ở xa thèm lắm, không vào được. Có hỏi tiếp tục rồi. Thế bảo mình gửi mà mình có phải bí đâu mà mình gửi. Anh ơi, em nhờ đi. Gửi. Lùi ra chú ơi. Đấy, nhiều khi các bác ở xa rất là khó, người ta rất ngại gửi, ta cũng không cần bán. Nhất là mình cũng không phải là cây thì đẹp mà nhiều người thích rồi mà phải gửi xa rất là ngại. Em làm ở đâu? À, làm một trận bên viễn thông rồi, chứ không liên quan gì mấy món này. Chơi vui. Thích lắm thì cũng phải nghiện mới ra đây. Đây của bố nhạc, nhìn là biết nét. À, bố tị đây. Bố tàu. Vẫn mới cơm trước. Mưa quá, hôm nay mưa xuân. Cây đấy bao nhiêu huynh? Mua rồi à? Hàng xách tay. Đây này bạn phải cắt lại nữa. Anh vừa mua à? Mua xong. Bao nhiêu anh? 2 điện rưỡi. Cắt đây. Cái này để ô tô. Cắt nhỏ lại. À. Nhìn nó làm cái... nó sạch sẽ hơn tí. Nó đang bị hơi rối. Đây là cái rễ này phải bỏ, xong nó bỏ răm. Bỏ rễ đi ạ. Vì là cái mình còn... mini. Cái khó làm lắm thì không cắt lá, không bỏ răm. Đúng rồi. Cắt cái này đi này, phải thu bỏ răm liên tục. Không cái cắt rễ con này nó bỏ răm ngay. Đúng rồi. Không cắt cái rễ con này nó bỏ răm ngay. Đấy. Để cho có mà bạn trong cắt sau nó dày đẹp. Cắt đẹp. Cắt nó lu. Mà nó lên mà, nó lên lộc liên tục nó đỏ. Đấy. Không ấy còn một cây nho nhỏ nó cũng hay. Cây bé bé. Chậu. Chậu đẹp. Màu nó đẹp đẹp. Cây nó rắn rồi. Đấy, mình làm không sạch sẽ lên tí nhìn. Xi thì nó bền nhưng mà không biết làm mà hay bỏ tay không, lắm. Không vặt cái rễ con này bỏ răm ngay. Đúng rồi, kinh nghiệm. Cái này hôm nào mình lên nhà để nhà lâu lắm rồi. Đẹp nhỉ. Đấy, xi đỏ. Đấy. Một ông nhỏ nhỏ mà ăn mấy ông to kìa. Ra giờ ấy cắt tiếp đi. Cắt ngắn lại nó lùn. Ừ, quay vào cho mà đẹp và phết nhỉ. Thì cây nó đẹp mà. Ừ. Bệ đẹp phết. Bệ
cái dê nhỏ này nhỏ mà đẹp. Cái gì cũng có. Đấy, nhìn nó rất rất đi, nhìn nó sạch sẽ, nhìn nó khoáng cây này, cho tí rêu vào đây nữa. Đó. Tầm này, chút này ra Tết thì cắt ngắn này này, nó mới lẩy ra, nó mới nhiều. Thất cứ cắt càng nu càng chu, rụt rụt dịt lại. Ok, ngon rồi. Hay đấy, xem từ sáng cái này nướng nghề mua vậy. Bao nhiêu kỳ này? Chơi đó. Hàng mini này thế này. 2.5 lít. Vị là phết nó. Mưa quá rồi, đứng ở đây. Cắt đây để 1-2 mắt thôi. Để lại 1-2 mắt này nó lẩy ra lại cắt. Bây giờ mà cắt thì Tết không kịp. Không được cắt, ta riêng rồi. Cái này mùa này đang mùa này nó vẫn cắt, nó vẫn lẩy. Nhà vừa rồi trồng cây con đó. Lẩy nhưng mà lẩy chậm hơn. Những cái cây mà nhiều khi mình gặp nó mọc bụi không biết mới về là hay. Đây, cái này được cái chậu này. Chậu này. Màu sắc này mà. Hợp, nói chung là hợp. Đủ đồ. Không là tên cái đĩa. Đủ chiều. Đủ chiều ra lươn ấy để vào sạch sẽ. Dưới có cái miếng hút không anh? Hả? Có. Có hoa. Có lỗ chậu cây. Ý em là cái miếng để giữ ẩm đây này. Không, cái đây là nó xỉ. Xỉ thì mình đỡ phải tưới, nó sạch. Không. Mình chỉ cần đặt vào cái đĩa cho tí nước này, nó tự nó hút lên. Rồi. Chúc mừng Du Huỳnh. Rồi, ra một lượt nữa để đi làm. Đến giờ đi làm rồi.